Mỗi bình minh mang đến một cơ hội mới để bắt đầu. Ở Sang miền Trung, mọi cơ hội đều được chắc chiều để trao đến bạn bình minh rực rỡ. Qua gần 2 thập kỷ phát triển, thương hiệu Sandland đã được kiến tạo và thành công với hệ sinh thái bất động sản đa dạng, trên đà vươn dài cánh tay phủ khắp Việt Nam và chinh phục quốc tế. Thành phố biển Đà Nẵng và dải đất miền Trung đang trên đà phát triển với vô vàn tiềm năng về bất động sản, chính là địa hạt trù phú không thể bỏ qua. Sen miền Trung đã có bước chạy đà hoàn hảo để chinh phục thị trường hấp dẫn này. Công ty cổ phần Sen miền Trung là đơn vị cung cấp dịch vụ bất động sản chuyên nghiệp cho thị trường miền Trung tới tận tay khách hàng có nhu cầu trên cả nước. Với định vị là đơn vị phân phối bất động sản số 1 miền Trung, Sen miền Trung chính là kết tinh của sự chuyên nghiệp, bầu nhiệt huyết sáng tạo cùng tinh thần rộng mở, sẵn sàng đón nhận cơ hội và thách thức. Hơn một năm thành lập, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nền kinh tế, Sen miền Trung vẫn tạo được vị thế riêng tại thị trường bất động sản khu vực. Thực tế, bảo chứng cho thành công, nhân sự tăng gấp 3 lần thời điểm mới thành lập, từ con số 50 lên đến 150 nhân sự. Số lượng dự án triển khai kinh doanh cũng có sự tăng trưởng, từ 4 dự án lên hơn 16 dự án và đều phát sinh giao dịch, dự án dồi dào, đa dạng phân khúc. Thương hiệu Sen mỗi ngày một gần gũi, thân thiện uy tín với thị trường, chủ đầu tư, đối tác và khách hàng tại miền Trung cũng như cả nước. Tầm nhìn vĩ mô gắn với khát vọng lớn của doanh nghiệp kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ bất động sản số 1 miền Trung và khu vực cùng tư duy hiện đại, thực tế đã giúp doanh nghiệp xác định được giá trị cốt lõi của mình, chính trực, chuyên nghiệp, khát vọng. Bên cạnh sứ mệnh cung cấp sản phẩm và dịch vụ bất động sản chuyên nghiệp kiến tạo lợi ích kinh tế vượt trội cho cán bộ, nhân viên, khách hàng và đối tác, tạo lập cuộc sống bền vững cho cộng đồng. Tuy là một doanh nghiệp trẻ nhưng trên cái nền tảng thương hiệu là gần 20 năm, cộng với lại cái nền tảng nhân sự là với cái bề dày kinh nghiệm là 5 năm, 10 năm, thì với cái định hướng là trở thành đơn vị dịch vụ bất động sản hàng đầu miền Trung, thì Sen miền Trung có rất nhiều cái lợi thế. Thì thứ nhất đó là cái nền tảng công nghệ và tài chính, tiềm lực tài chính mạnh. Cái thứ hai đó là cái giỏ hàng rất là dồi dào và đa dạng phân khúc. Cái thứ ba đó là cơ chế thu nhập và phát triển cho khối nhân sự rất là tốt. Cái thứ tư nữa là các cơ chế và quy trình đào tạo chuyên nghiệp từ những cái giảng viên nội bộ rất là lâu năm. Và cái thứ năm nữa đó là phát triển mở rộng liên tục của Sen miền Trung. Thì từ những cái điều đó đã góp phần thu hút được lượng lớn nhân sự giỏi ở thị trường miền Trung về để hỗ trợ và cùng Sen miền Trung phát triển. Môi giới bất động sản là nghề nhiều cạnh tranh và áp lực, đặc biệt trong môi trường chậm phát triển như tại Việt Nam. Sen miền Trung xác định ngoài vai trò nâng đỡ giúp nhân viên tạo dựng sự nghiệp, đây còn là môi trường chuyên nghiệp để bản thân mỗi nhân viên hoàn thiện hơn nghề nghiệp và kỹ năng của chính mình, nâng cấp bản thân, phát triển cùng công ty, đồng thời tạo niềm vui, không khí thoải mái, thân thương để giải tỏa tâm lý căng thẳng, tạo động lực làm việc hiệu quả. Năm 2021 là năm bão tố với nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, bằng tầm nhìn kiên định và tinh thần nhiệt huyết sáng tạo, sẵn sàng đón nhận và vui vẻ với thách thức, Sen miền Trung đã trải qua một năm nỗ lực, kiên trì, đột phá và thực sự trưởng thành. 2022 mang đến những cơ hội mới, hứa hẹn sẽ giúp Sen miền Trung chinh phục những đỉnh cao hơn, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, doanh nghiệp và xã hội.